Trong tập trước, Lập Đen bị thương nặng, tu vi chỉ còn lại 1-2 thành, đành cải trang hòa lẫn vào đám người đột ngột tiến về thánh điện. Trên đường hắn gặp được một kẻ tên là Phong Nhạc, đang định làm ngơ bỏ đi thì biết được hắn có liên quan đến Phật môn. Đúng lúc Lập Đen cần công pháp Phật môn để hóa giải sát khí, tự nhiên lòng tốt trỗi dậy nên liền ra tay cứu người. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Hàn Lập bên cạnh thờ ơ nhìn đối phương dùng đan dược, không nói một lời. Sau khi dùng hết toàn bộ đan dược, Phong Nhạc cũng bất chấp Hàn Lập bên cạnh, lập tức ngồi xuống vận khí, muốn dùng dược lực bức độc ra ngoài. Nhưng sau một thời gian, hắn mở mắt ra, hai con người lại toát lên vẻ hoảng sợ. Sao lại như thế này? Bao nhiêu đan dược như thế mà cũng không hề có tác dụng, ta đã trúng độc gì? Hắn cuối cùng cũng ý thức được độc tính lợi hại, lo lắng hỏi. Mặc dù ta chưa từng thấy qua, nhưng cũng biết đây là một trong thập tuyệt động khổ độc. Lúc này Hàn Lập mới mở miệng, khổ độc, bọn chúng lại dám dùng độc này đối phó ta. Lão tặc đúng là đã đầu phục Khổng gia, chỉ có Khổng gia là có loại độc dược này. Trong nháy mắt khuôn mặt Phong Nhạc tái nhợt, không tự chủ được hét ầm lên. Khổng gia, đôi mi Hàn Lập khẽ động, thần sắc như thường lẩm bẩm, không đúng, sau khi chúng khổ độc chắc chắn phải mất mạng, tại sao ta còn có thể tỉnh táo ngồi đây? Hắn đột nhiên nghĩ đến việc này, khí lực không biết từ đâu sinh ra xoay người bò lên chất vấn Hàn Lập. Hừ, không biết tốt xấu, nếu không phải ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Hạo Nguyên đan cũng cho ngươi dùng sao? Ngươi còn có thể giữ mạng được là nhờ vật kia tạm thời ngăn cản độc khí, nếu không cho dù là tiên đan thần dược cũng không cách nào cứu được ngươi. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không khách khí nói, ngươi đã động đến vật ấy. Hắn vừa nghe Hàn Lập nói đến chìa khóa bạc mới giật mình nhìn kỹ, không ngờ vật mà dùng mạng để giữ lúc này lại lộ ra hẳn trước ngực, trong lòng cả kinh, nhất thời tỉnh táo một chút. Ta cũng không nghĩ, một tên trúc cực kỳ chúng phải khổ độc lại không lập tức mất mạng, hiển nhiên muốn tìm nguyên nhân. Bất quá Hạo Nguyên đan cũng chỉ là đem độc khí tạm thời áp chế thôi, sau một ngày nữa độc khí công tâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Hàn Lập thản nhiên nói, Hạo Nguyên đan, ta hình như cũng đã nghe nói qua, tựa hồ là một loại đan dược rất chân quý, ta sau này tiếp tục dùng, có thể tiếp tục áp chế độc khí không? Phong Nhạc suy nghĩ một chút, khẩn trương hỏi. Đối phương lại biết đến loại đan dược này làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ nhưng vẫn lạnh lùng trả lời, tiếp tục dùng tất nhiên sẽ giúp ngươi bảo trụ tiểu mệnh. Nhưng ngươi phải biết đan dược này vốn không phải dùng để giải độc mà để giúp tu sĩ kết đan kỳ đột phát chướng ngại tăng tiến tu vi, cho dù là có tiền cũng chưa chắc tìm được. Hàn Lập không nói tiếp nhưng ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Đan dược giúp tu sĩ kết đan kỳ tăng tiến tu vi. Phong Nhạc cho dù đoán được đan dược này chân quý dị thường nhưng sau khi nghe xong vẫn kinh ngạc không thôi. Bất quá nếu ngươi muốn tiếp tục giữ mạng cũng không phải là không có cách. Hàn Lập đột nhiên mỉm cười. Biện pháp gì? Nếu có thể giúp tiểu đệ giữ mạng, điều kiện gì ta cũng đáp ứng Hàn huynh. Phong Nhạc phấn chấn tinh thần, đại hỉ nói, hắc hắc, ta cũng không cần ngươi báo đáp gì, chỉ cần chân thật trả lời ta vài câu hỏi, thế là xong. Hàn Lập cười to, bình thản nói, được, chỉ cần Phong mỗ biết sẽ không giấu giếm điều gì. Phong Nhạc không chút do dự đồng ý. Hàn Lập lạnh nhạt cười, nói ra biện pháp cứu người. Biện pháp cũng vô cùng đơn giản, đã trúng độc này thân thể tất nhiên không cứu được, vậy dứt khoát tìm một thân thể khác thay thế. Các tu sĩ trước kia chúng phải thập tuyệt độc cũng đã có không ít người dùng phương pháp đoạt xá, giữ được một mạng. Hàn Lập bất động thanh sắc nói ra biện pháp, đoạt xá. Phong Nhạc ngây người, nhưng do đó lập tức cười khổ, sao thế, ngươi thấy cách này không dùng được à? Hàn Lập nhíu mày, khuôn mặt không chút thay đổi hỏi lại, đa tạ Hàn huynh quan tâm, nhưng người khác có thể đoạt xá giữ mạng, còn Phong mỗ không thể dùng cách này được. Phong Nhạc sau một hồi chần chừ mới ấp úng trả lời, không thể đoạt xá, chẳng lẽ ngươi đã? Hàn Lập như nghĩ đến việc gì, có chút ngoài ý muốn, không dám gạt đạo hữu, ta đã đoạt xá một lần, thân thể này vốn không phải của ta. Phong Nhạc cười thảm, nói thế thì tại hạ cũng đành thúc thủ vô sách, dù sao thập tuyệt độc đúng là vô phương hóa giải. Hàn Lập thở dài, hai tay chìa ra đáp lại ánh mắt kỳ vọng của Phong Nhạc, thật không còn cách nào khác sao? Hàn huynh hãy cố suy nghĩ biện pháp khác xem. Vừa nghe Hàn Lập nói xong, Phong Nhạc kinh hoàng cầu khẩn, không cần nói nữa, nếu giải được thì tu tiên giới này đã không còn cái gì gọi là thập tuyệt độc nữa. Hàn Lập lắc đầu, nói như vậy ta chỉ còn có thể sống được một ngày thôi sao? Phong Nhạc giật mình, sắc mặt trắng bệch, không sai, cho dù tiếp tục duy trì bằng Hạo Nguyên đan thì khi đan dược đã trung hòa, tử kỳ của ngươi cũng đến. Hàn Lập nói tiếp, khuôn mặt vẫn bình thản như cũ, Hàn huynh còn bao nhiêu Hạo Nguyên đan, có thể bán cho ta hay không? Phong Nhạc như chết đuối với được cọng rơm, phục hồi tinh thần nhìn chằm chằm Hàn Lập, thế nào, Phong đạo hữu muốn mua linh đan của tại hạ sao? Đan này cũng không phải không thể bán, bất quá số lượng không có nhiều, hơn nữa trước tiên đạo hữu hãy trả lời một vài nghi vấn của tại hạ đã, sau đó bàn đến việc này cũng không muộn. Hàn Lập nhíu mày, tiếp theo lại thản nhiên trả lời, Hàn đạo hữu cứ việc hỏi, tại hạ đã đến nước này nhất định sẽ hết sức trả lời. Phong Nhạc cười thảm, tốt, trước tiên nói một chút về thân phận của ngươi, ngươi là người đột ngột hay thuộc các thế gia Đại Tấn? Hàn Lập không khách khí hỏi, đạo hữu nếu đã đoán được thì cần gì hỏi nữa.
Phong Nhạc đưa tay lê để lột chìa khóa bạc trước ngực cùng một cánh ngọc bội, cắn răng nói, xem ra tên này nghĩ rằng Hàn Lập vì nhìn thấy hai kiện đồ vật kia nên đoán được. Khóe miệng Hàn Lập khẽ động nhưng lập tức bình tĩnh lại. Chữ Trung Phùng ra là hai thế lực rất lớn sao? Còn có thể là ai ngoài người trong quan chữ phủ? Tự nhiên là tiểu thế lực Phùng gia. Phong Nhạc cũng chẳng cần nghĩ nhiều mà trả lời, quan chữ phủ, đây là phủ thành của một châu. Hàn Lập khẽ nhào mắt, ở Đại Tấn các châu gọi là quan chữ phủ thành, đích xác có vài cái, nhưng là Phùng gia lại chỉ có một nhà ở Liêu Châu quan chữ phủ này thôi. Phong Nhạc mặt mang dị sắc liếc mắt nhìn một cái, tựa hồ đối với câu hỏi lại của Hàn Lập có chút kinh nghi. Hàn Lập cũng chẳng gật đầu, không hỏi thêm về việc của Phú gia nữa, lại chỉ tay tới miếng ngọc bội hỏi, người làm sao có được vật này, nó có lai lịch gì? Cái này là Linh Hà bội, là Phùng gia tín vật mà gia phụ truyền cho tại hạ, đạo hữu sao lại hỏi vật ấy? Phong Nhạc có chút ngoài ý muốn, tín vật, chẳng lẽ trong Phùng gia tử đệ các ngươi mỗi người đều có một kiện tín vật đỉnh cấp pháp khí sao? Hàn Lập liếc mắt nhìn thanh niên kia, có chút không tin hỏi, đương nhiên không phải, toàn bộ Phùng gia cũng chỉ có 3-4 kiện tín vật như vậy, nếu không phải trực hệ huyết mạch đệ tử không có khả năng có được vật ấy. Phong Nhạc lắc đầu, nói như vậy, người ở trong Phùng gia địa vị cũng không thấp, ta ở Phùng gia là trưởng tử, nếu không có gì ngoài ý muốn, bản thân hẳn là ở mấy chục năm sau, tiếp trưởng Phùng gia. Phong Nhạc khóe miệng khẽ nhếch một chút, trong mắt hiện lên một tia thống khổ nói nghe đến đó, quả nhiên đúng như Hàn Lập lường trước, đối phương có đại phiền toái trong người, thậm chí trong Phùng gia đã xảy ra chuyện, việc không liên quan tới mình, Hàn Lập tự nhiên không hỏi thêm điều gì, ngược lại nhìn chằm chằm thanh niên, hỏi ra vấn đề chính mình muốn biết nhất, Phùng gia các ngươi cũng với Đại Tấn Phật Tông có quan hệ gì? Đừng nói là cái gì cũng không biết, nếu tín vật đều được gia trì thêm Phật môn linh quang nhiều như vậy, trong đó khẳng định có chút quan hệ, Phật Tông cùng Phùng gia chúng ta đích xác có điểm uyên nguyên. Phùng gia có một vị tổ tiên, trước kia là tục gia đệ tử của Thiên Quang Tự, mà Thiên Quang Tự là một phân chi của Phật môn Đại Tông Kim La môn. Phùng gia chúng ta nguyên bản tu luyện chính là Phật gia công pháp, nhưng là Thiên Quang Tự mấy trăm năm trước liền rời khỏi Liêu Châu, trở về Bồn Tông. Đám Phùng gia đệ tử chúng ta liền cải tu nho gia công pháp. Phong Nhạc đầu tiên có chút ngây ngốc, nhưng việc này không có gì phải giấu giếm, phi thường sảng khoái nói. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng vui vẻ, tuy rằng không biết Thiên Quang Tự gì đó, nhưng Kim La Tông đích xác có nghe qua. Đây chính là Phật môn ở Đại Tấn, một trong tứ đại tông môn, xem ra Phùng gia trước kia tu luyện lại vẫn là tối chính tông Phật môn công pháp. Bộ Phật môn công pháp này, người có biết toàn bộ chứ? Hàn Lập tiếp tục truy vấn, tại hạ không nghĩ tới tu luyện Phật môn công pháp, như thế nào đi nhớ pháp quyết đó, nhưng là Phùng gia chúng ta, đích xác còn bảo tồn phương pháp tu luyện công pháp đó. Sau khi do dự một chút, Phong Nhạc trả lời, lúc này hắn đã nhìn ra, người bí hiểm trước mắt tựa hồ chính là hướng về Phật tông công pháp mà tới, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Phải biết rằng Phật tông công pháp đến hậu kỳ tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng là tốc độ tu luyện rất chậm và hà khắc có tiếng trong Đại Tấn tu tiên giới. Nguyện ý chủ động tu luyện Phật tông pháp quyết, thật đúng là không nhiều lắm. Hàn tiểu tử, ngươi hỏi một chút vị tổ tiên kia của bọn họ, tu luyện tới loại cảnh giới nào, có phải hay không đã tu luyện ra xá lợi tử? Chỉ có tu luyện ra xá lợi tử Phật môn trong người, mới có thể tu luyện phương pháp tiêu trừ sát khí. Đại diễn thần quân, bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở nói, những lời đồn xung quanh xá lợi tử, Hàn Lập trước khi tới Đại Tấn, đã sớm thông qua điển tịch hiểu biết một ít. Xá lợi tử là loại đồ vật đặc biệt trong người tu luyện Phật môn, có khi là ở kết đan kỳ liền xuất hiện, có cũng là ở nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện ra, tựa hồ không có gì quy luật có thể tìm ra. Đối với tu sĩ ngoài Phật môn mà nói, đó là một loại đồ vật phi thường thần bí, nhưng là có thể khẳng định một chút, chính là trong Phật môn có rất nhiều công pháp, thần thông cao thâm đều phải sau khi có xá lợi tử mới có thể tiến hành tu luyện thi triển. Cho nên đối với người trong Phật môn tu luyện ra xá lợi tử, các tu sĩ tông phái khác cho dù tu vi hơn xa đối phương, cũng đều có kiêng kỵ rất lớn. Hàn Lập âm thầm gật gật đầu, thong dong hướng Phong Nhạc hỏi chuyện đó. Xá lợi tử, ngày xưa vị tổ tiên của ta đích xác tu luyện ra vật ấy. Nếu không phải vì những phương diện khác tư chất hữu hạn không thể đột phá nguyên anh cảnh giới, tổ tiên chỉ sợ cũng sẽ không nản lòng thoái chí khai sáng ra Phùng gia. Phong Nhạc nghe vậy, nhíu mày trả lời. Hàn Lập tinh thần đại chấn, xem ra vận khí thật đúng là không tồi. Có lẽ căn bản không cần xâm nhập Đại Tấn, liền có thể tìm được công pháp giải trừ sát khí. Nghĩ đến đây, Hàn Lập đột nhiên cười cười, thần sắc cũng dịu đi xuống. Hiện tại ta còn có một nghi vấn, có thể trả lời giúp ta không? Đạo hữu còn có cái gì muốn biết cứ hỏi. Phong Nhạc miễn cưỡng cười nói, ngươi chỉ là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, vì sao lại có người dùng khổ độc kỳ độc bậc này đối phó ngươi? Phải biết rằng theo phương diện nào đó mà nói, thập tuyệt độc thậm chí có thể sánh bằng một ít đan dược quý hiếm. Hắn nếu tính toán bắt sống ngươi, lại càng không thể sử dụng loại độc này. Nhưng nếu một lòng muốn giết ngươi, lấy tu vi kết đan kỳ của hắn, tựa hồ càng không cần làm điều thừa. Hàn Lập chậm rãi hỏi xoay quanh nghi vấn trong lòng. Nguyên lai là việc này, đạo hữu không biết rồi,
lão tặc Phùng Trầm này kỳ thật là một gã ma đạo tán tu mà Phùng gia chúng ta thu lưu. Năm đó hắn bởi vì đắc tội một vị cao nhân mà bị đuổi giết, vì bảo mệnh, tự nguyện xin làm người hầu cho Phùng gia chúng ta, thậm chí sửa lại tính danh. Khi đó tổ phụ của ta vẫn còn, Phùng gia coi như thịnh vượng, cho nên có thể che chở cho tên giặc này. Mà tên giặc giả này trước mặt Phùng gia đã cùng một số bộ lạc người đột ngột giao dịch. Ta đến đây, nguyên cũng là muốn tìm hắn, nhưng không nghĩ tới tên gian tặc này âm thầm cũng đầu phục Khổng gia, mới ở nơi này hiện thân dẫn ta đến. Về phần dùng khổ độc, tự nhiên là trên người hắn sớm đã bị hạ độc môn bí thuật của Phùng gia, chỉ cần là Phùng gia hệ tộc nhân đã ngoài Phùng gia trúc cơ kỳ, cũng có thể thi pháp cấm chế trụ tu vi của hắn. Hắn nếu không dùng khổ độc âm thầm đánh lén ta như thế nào không hề lực hoàn thủ. Phong Nhạc vừa nghe Hàn Lập nhắc tới việc này, sắc mặt không khỏi âm trầm. Thì ra là thế, nghe nói khổ độc là vô hình vô sắc, hơn nữa dính vào trong chớp mắt liền có thể làm cho tu sĩ có tu vi thấp lập tức sụi lơ lâm vào hôn mê. Khổng gia kia xem ra chính là đại địch của Phùng gia các ngươi. Hàn Lập nghiêng đầu có chút giật mình nói, đúng vậy, Khổng gia cùng Trương gia, Kim gia còn có Phùng gia chúng ta xem như quan chữ phủ tứ đại tu tiên thế gia, nguyên bản luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, không nghĩ tới vài năm gần đây Phùng gia chúng ta vừa mới yếu thế một chút, Khổng gia nhưng lại đột nhiên liên hợp hai nhà khác hướng Phùng gia chúng ta âm thầm xuống tay. Phong Nhạc nói tới đây trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, hắn từ trong một thế gia hiện giờ rơi xuống lưu lạc nơi dị tộc Thảo Nguyên, còn bị hãm hại mạng đã gần như không còn, tự nhiên đem ba nhà này đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta không có hứng thú biết thế gia các ngươi đang gặp chuyện gì, nhưng câu trả lời của ngươi cũng khiến cho ta vừa lòng. Hiện tại có thể nói về chuyện Hạo Nguyên đan trước đi. Loại đan dược này ta dư không nhiều lắm, đại khái còn khoảng 10 khỏa, hẳn là có thể cho ngươi kéo dài sự sống thêm 10 ngày nữa. Chẳng qua loại này đan dược, mỗi một khỏa đều giá trị mấy ngàn linh thạch, ngươi thực mua nổi. Hàn Lập nhàn nhạt nói, mấy ngàn linh thạch cho dù trong lòng đã dự tính trước, Phong Nhạc vẫn bị cái giá này khiến cho hoảng sợ. Cái giá này tương đương với một kiện đỉnh giai pháp khí à? Tốt, ta mua. Hắn đáp ứng. Trên người của ngươi liệu có bao nhiêu linh thạch? Hàn Lập đôi lông mày nhướng lên, đánh giá thanh niên vài lần sau, liền cười cười nói, hắn cũng không tin đối phương trên người lại mang theo nhiều linh thạch như vậy. Trên người của ta quả là không có mấy vạn linh thạch, nhưng là ta dùng chìa khóa mở mật quật của Phùng gia để mượn nợ. Phong Nhạc một tay lấy cái chìa khóa màu bạc trên cổ túm xuống, không chút do dự đưa tới. Xem ra đã sớm âm thầm cân nhắc mật quật của Phùng gia. Hàn Lập nhìn chằm chằm này cái chìa khóa, không nói gì, cũng không có lập tức tiếp nhận, nhưng hắn biết đối phương sẽ chủ động giải thích. Đúng vậy, đây là chìa khóa mở ra mật quật của Phùng gia cất chứa kiện pháp khí duy nhất đã hơn ngàn năm nay. Ta thân là trưởng tôn Phùng gia, ngày đó Phùng gia kinh biến, gia tộc trưởng bối tự nhiên để cho ta mang theo cái chìa khóa này trốn thoát trước. Tuy rằng ta cho tới bây giờ không đi qua nơi đó, nhưng thứ cất chứa bên trong giá trị khẳng định xa xa không chỉ mấy vạn linh thạch. Phong Nhạc bình tĩnh nói, lấy vật ấy mượn nợ, ta như thế nào tin tưởng cái chìa khóa này là thực hay giả? Cho dù là thật sự, ngươi giao cho ta, chẳng lẽ không muốn cho Phùng gia Đông Sơn tái khởi? Hàn Lập trên mặt không chút biểu tình nói, làm cho người ta căn bản nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Còn có cái gì Đông Sơn tái khởi? Theo ta được biết, trừ bỏ ta ở ngoài, đằm người khác trong Phùng gia trốn ra được cũng chỉ là chút tôi tớ cùng ngoại hệ đệ tử. Hiện giờ trực hệ đệ tử cũng chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Nếu không, ngày đó ta sớm tụ tập cùng những người khác rồi, như thế nào lại lẻ loi một mình chạy đến Thảo Nguyên? Chỉ cần ta chết, Phùng gia huyết mạch cũng đứt, mật quật cuối cùng vẫn là tiện nghi cho người của Khổng gia, cũng để cho bọn họ tìm được. Nếu vậy, tự nhiên không bằng lấy nó ra cứu mang ta. Nếu là trong 10 ngày này, ta còn tìm không thấy phương pháp giải trừ loại độc này. Mật quật chính là dâng tặng cho đạo hữu, so với việc rơi vào tay của đám người Khổng gia vẫn tốt hơn nhiều. Mặt khác, Hàn huynh chắc cũng đoán được Phật tông công pháp, đồng dạng để lại ở trong mật quật. Phong Nhạc trên mặt lộ âm linh nói, tốt, ngươi có thể dùng cái chìa khóa này đổi lấy linh đan. Chẳng qua trước đó, ta cần ngươi phối hợp ta một chút, để cho ta tìm tòi trong thần thức của ngươi một chút xem cái chìa khóa kia có thực liên quan tới Phật tông công pháp không. Nếu không, dù chẳng cần mật quật này, tại hạ cũng không muốn bị người ta trêu chọc một hồi sư hồn. Đây không phải là thần thông chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có hay sao? Ngươi làm sao có thể có? Vừa nghe lời ấy, Phong Nhạc sắc mặt có chút trắng bệch đứng lên, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mạnh mẽ sư hồn, tự nhiên phải có tu vi ngoài nguyên anh kỳ, nhưng nếu là người bị thi thuật phối hợp, cũng không cần phải phiền toái như thế. Hơn nữa bí thuật này của ta khác xa với sư hồn thuật bình thường. Tu vi trúc cơ kỳ tuy rằng không thể tìm kiếm cái gì phức tạp, nhưng là theo thần thức đoán được chuyện gì thực giả, vẫn là dễ dàng. Hàn Lập khẽ hé miệng, lập tức lộ ra chiếc răng nanh trắng sáng, trên mặt lóe ra hàn quang. Thấy biểu tình Hàn Lập như vậy, Phong Nhạc trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn thân là thế gia đệ tử, tự nhiên biết sự đáng sợ của sư hồn thuật. Lúc khác hắn còn lâu mới chịu đáp ứng chuyện nguy hiểm như thế, nhưng là cúi đầu nhìn hai tay đen thùi, suy nghĩ một chút hậu quả sau đó, trong lòng nổi lên một trận bất đắc dĩ. Tốt,
ta phối hợp ngươi thi pháp, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể tìm kiếm chuyện về mật quật cùng Phật tông, những sự tình khác ngươi không thể đụng vào, nếu không ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Phong Nhạc nắm chặt Hạ hai tay, hít sâu một hơi dứt khoát nói, đây là đương nhiên, những chuyện khác ta cũng không có hứng thú muốn biết. Cái thành này, ở đây có chút lộ liễu, theo ta đến một nơi khác rồi sẽ làm phép. Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, không đợi đối phương đồng ý, ống tay áo hướng mặt thanh niên phất qua một cái, một đám mây màu bay ra, gắn trực tiếp vào trên đầu của Phong Nhạc. Hắn lập tức quay người ngã xuống, rồi lại bị đám mây xanh đỡ lấy và bao xung quanh, nhẹ nhàng trôi nổi trên không. Mặc dù tu vi của Hàn Lập bị phong ấn, nhưng kỳ xảo vận dụng pháp lực vẫn là lô hỏa thuần thanh, thuần thục, căn bản tu sĩ trúc cơ kỳ không thể sánh bằng. Lúc này, Nguyên Anh thứ hai biến thành một đám mây đen từ bên trong rừng bay ra, thoáng một cái, lại biến thành hình dáng trẻ con hiện lên trước thân Hàn Lập, một tay vẫn đang cầm một miếng tam lăng thứ, tay kia cầm nguyên thần của lão mắt ưng, giữ lại cũng vô dụng, giết đi. Sau khi liếc mắt nhìn qua nguyên thần của lão mắt ưng, lạnh lùng nói, Nguyên Anh thứ hai vừa nghe xong lời ấy, cái miệng nhỏ nhắn há miệng cười rộ lên, bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt bỗng nhiên toát ra ngọn lửa xanh đen, viên ánh sáng màu xanh run lên, vô thanh vô tức, im hơi lặng tiếng biến thành một cỗ khói xanh. Cùng một lúc, Hàn Lập cũng bật ngón tay bắn ra một quả cầu lửa to bằng một quả trứng gà đánh vào thân thể của lão, hỏa quang bùng lên, từ nay về sau lão mắt ưng hoàn toàn không xuất hiện trên cõi đời này nữa. Tiếp đó, Hàn Lập lại đưa tay hướng mặt đất với một cái, một túi trữ vật và mấy cái tiểu kiếm màu hồng cùng bay vào trong tay. Sau khi xóa sạch những dấu vết còn lại, Hàn Lập mang theo Phong Nhạc ngự khí bay lên trời, hướng đống loạn thạch lúc trước ngồi nhập định bay đi. Trước khi tu vi được giải phong ấn, hắn hiển nhiên chỉ có thể cẩn thận càng cẩn thận hơn. Bất quá lại nói tiếp, bây giờ Hàn Lập cũng khá là buồn bực, mặc dù thần thức của hắn vô cùng cường đại, có thể so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng mà ở tình hình hiện tại thì hắn cũng không dám phóng thần thức ra quá xa, trái lại phải chủ động thu liễm hơn phân nửa, nếu không ngộ nhỡ bị đại tiên sư người đột ngột hoặc là tiên sư người đột ngột khác tu luyện thần thức bí thuật nhận ra và tìm tới, vậy thật đúng là chỉ có đường chết. Nhưng mà nếu đem thần thức co rút lại quá gần ở xung quanh, nếu lại có tu sĩ tu tiên người đột ngột tới gần ở phụ cận, hắn cũng không phát hiện được. Lúc đầu tại trong thảo nguyên, khi thúc giục phệ kim trùng, hắn sở dĩ bị phát hiện, một phần là do có chút buông lòng, sơ suất một chút, nhưng phần nhiều cũng bởi vì duyên cớ đem thần thức rút ngắn lại gần xung quanh. Kết quả, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ khác vì truy đuổi yêu thú bay đến, tốc độ cực nhanh, dường như cũng không thua tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là bao nhiêu, khoảng cách hơn 20 dặm trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt. Cho dù hắn có phát giác ra cũng không kịp thu hồi phệ kim trùng, lúc này mới gặp tai bay vạ gió. Nhưng mà một cái thiên lan thảo nguyên lớn như vậy, lại vừa vặn đụng tới tiên sư người đột ngột tu vi Nguyên Anh trung kỳ am hiểu phi độn thuật, cũng không biết đối phương vận khí quá xui xẻo hay là hắn lại xui xẻo hơn một ít. Tin rằng nếu song phương chỉ cần hơi lộ chút thần thông thoát khỏi đối phương, sợ rằng cũng không cần phải động thủ. Mỗi khi nghĩ tới việc này, chính Hàn Lập cũng có cảm giác dở khóc dở cười. Bây giờ hắn tuy bị sát khí cán trả, pháp lực bị phong ấn, nhưng đối phương dùng thần thông quái lạ trốn đi 1/7 Nguyên Anh, sợ rằng tu vi bị tổn hại nhiều hơn, còn không biết tới năm tháng nào mới có thể hồi phục lại. Không nghĩ ra vì sao, hắn lại ở trên không trung trên đống loạn thạch, từ từ hạ xuống. Một ngày sau, Hàn Lập đúng hẹn quay trở về nơi nghỉ chân. Lúc này, lều vải ở đây so với 2 ngày trước mà nói, rõ ràng ít đi rất nhiều. Xem ra là có một ít bộ lạc nghỉ ngơi và hồi phục xong, lần lượt rời đi. Khi Hàn Lập quay trở lại lều vải của bộ lạc Thương Lộ, đám người Anh Lộ đã chuẩn bị thỏa đáng từ lâu, cũng đã chuẩn bị tốt xe ngựa, chờ vị tiên sư Hàn Lập này quay về. Vừa thấy Hàn Lập, Anh Lộ tự nhiên mừng rỡ, vội vàng mời Hàn Lập lên xe. Sau chỉ huy đội xe rời khỏi nơi này, hướng đến một cửa ra khác của nơi nghỉ chân này, Hàn Lập ngồi ở nguyên trên xe ngựa, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị dưỡng thần một chút. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là sau khi xe ngựa mới vừa đi ra khỏi cửa không lâu, bỗng nhiên dừng lại, làm vang lên những tiếng kẽo kẹt. Hàn Lập nhíu mày mở hai mắt ra nhưng cũng không vén màn xe lên, trực tiếp phóng thần thức ra một ít, quan sát tình hình xung quanh. Không bao lâu sau, lần lượt lại có mấy đội xe chạy tới, thủ lĩnh đoàn xe khách khí bắt chuyện với Anh Lộ, sau đó đem đội ngũ hợp lại với nhau. Lúc này Hàn Lập mới hiểu được, vị thủ lĩnh bộ lạc Thượng Lộ này, trong 2 ngày hắn không có mặt ở đây, lại liên hợp nhiều bộ lạc nhỏ lên đường cùng một lúc. Mỗi đội xe đều có một gã tu tiên hộ tống, nhưng mà tu vi của bọn hắn lại vô cùng thê thảm. Trong đó có 2 vị tiên sư của đội xe, thậm chí vẫn còn là tu vi luyện khí kỳ, dựa theo cách nói của người đột ngột, căn bản còn không có tư cách của một vị tiên sư chính thức. Cũng không biết 2 cái bộ lạc này làm sao lại kéo vào đội xe như thế. Tu vi Hàn Lập bị phong ấn ở trúc cơ kỳ, trái lại trở thành một người có tu vi cao nhất trong đội xe. Hàn Lập sờ cằm, lắc đầu cười khổ, hắn thấy rằng cùng những người này lên đường cũng không có trợ lực nào, ngược lại còn có một ít phiền toái. Lúc này, đội xe của bộ lạc Hồng Lang cũng vội vã chạy đến, nhìn mỗi cổ xe ngựa trong đội xe,
ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, đã đem thần thức phóng ra, một lũ thần thức cực kỳ nhỏ khác từ đoàn xe đảo qua một cái. Nếu không phải thần thức Hàn Lập thật sự vượt xa đối phương, sợ rằng không có biện pháp phát hiện ra nó. Thần sắc Hàn Lập biến đổi, không suy nghĩ nhiều mà vội vàng thu liễm hơi thở. Quả nhiên, sau khi lũ thần thức kia quét qua cả đoàn xe, lập tức quay trở lại tra xét những xe có chở người tu tiên. Sau một lát kiểm tra trên người Hàn Lập, cuối cùng không có thu hoạch gì mà bay đi. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm hướng nơi nghỉ chân vừa mới đi ra lạnh lùng liếc mắt một cái. Cùng lúc đó, trên lan can ở lầu 2 của một tòa lầu các bằng đá trong nơi nghỉ chân, ba gã người đột ngột chính đang hướng về phía đội xe của Hàn Lập đứng chờ, đứng thẳng lên nhìn. Trong miệng một chọc mi lão già đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, bỗng nhiên mở ra hai mắt vốn đã nhắm lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ưng tiền bối, chẳng lẽ người phát hiện ra người đó? Trong hai tên tu sĩ một nam một nữ đứng ở phía sau lão là đại hán trung niên biến sắc, mặt lộ vẻ khẩn trương hỏi. Hừ, yên tâm, không phải tên ngoại tộc kia, mà là một người hình như bị trúng độc, đã bị độc khí lan ra khắp thân nhưng vẫn chưa mất mạng. Điều này có chút kỳ quái. Lão chọc mi liếc mắt nhìn đại hán một cái, có chút bất mãn nói. Sư thúc, Lê Huynh cũng là có chút lo lắng thôi. Đương nhiên sư thúc chắn hẳn là không sợ tên ngoại tộc kia, nhưng nơi này chỉ có mình sư thúc là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, người nọ lại hung hãn như thế. Cho dù sư thúc có thể ngăn trở được, nhưng ở nơi nghỉ chân này có nhiều thủ lĩnh bộ lạc nhỏ và nhiều tiên sư cấp thấp cũng sẽ bị cuốn vào. Vậy thì không xong, hai người bọn ta không thể đảm đương nổi. Một tên nữ tu sĩ mặt cung trang, vội vàng mỉm cười thay đại hán giải vây nói. Người không cần giáp vàng lên mặt lão phu, nếu đối phương không bị thương, cho dù hai ba người như ta cũng không phải là đối thủ của người này. Nhưng bây giờ đối dính cầm tiên thủ của đại tiên sư, nhưng cũng đủ gây ra sự sợ hãi. Sau một khoảng thời gian nữa, ta sẽ tọa trấn nơi này, tránh cho đối phương quay trở lại. Trên người ngoại tộc có phương pháp nuôi dưỡng vệ kim trùng, thánh điện nhất định phải đạt được. Hơn nữa, không chỉ có các ngươi ở nơi nghỉ chân này, tất cả các nơi nghỉ chân xung quanh đây đều có tiên sư cấp cao như lão phu đây, lần lượt vào ở trong đó. Đến lúc đó, sau khi bố trí thiên la địa võng xong, thánh nữ và một vị đại tiên sư khác sẽ đi tới vùng xung quanh thánh điện, chờ nghi thức khai linh chấm dứt. Thánh nữ và hai vị đại tiên sư sẽ vận dụng thánh khí, gọi về phân thân của thánh thú. Sau đó mượn năng lực của thánh thú nhanh chóng lục soát ra nơi ẩn náu của đối phương. Đến lúc đó, ngoại nhân có chắp cánh cũng không thoát được. Lão chọc mi không chút hoang mang nói. Thì ra là như thế, hèn gì mấy vị tiên sư sau khi hạ lệnh xong cũng chưa từng phái người thúc giục chúng ta hành động. Nữ tử mặc cung trang thở dài một hơi nhẹ nhõm nói. Hừ, trò mèo của các ngươi có thể giấu được ai? Bất quá, cũng chẳng trách được các ngươi. Người kia tuy bị trọng thương nhưng các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Không chỉ là các ngươi, tình hình của các đội ngũ sưu tầm ở địa phương khác cũng không sai biệt lắm. Những lão gia hỏa chúng ta cũng không trông cậy vào phương pháp đánh cỏ động rắn này thật có thể tìm ra người này. Dù sao độn thuật của ngoại nhân cũng không cần phải bàn, chẳng những tinh thông thổ độn thuật, huyết sắc độn pháp dùng để chạy trối chết lúc cuối của hắn lại cực kỳ quỷ dị. Chính là hiện tại, ở đây không có đại tiên sư, cũng không có khả năng lưu lại đối phương. Chúng ta cũng giống như thế. Bất quá, các ngươi biết tin tức này là được rồi, công việc bên ngoài vẫn phải làm, thường xuyên đi tìm kiếm ở xung quanh một chút. Lão già hừ lạnh một tiếng nói. Vâng, tiền bối. Sau khi đại hán trung niên và nữ tử mặc cung trang nhìn nhau một cái, không khỏi mừng rỡ đáp. Dù sao hành vi ứng phó qua loa lúc trước, hai người cũng có chút lo lắng, nhưng bây giờ người trước mặt đã nói rõ, trong lòng cũng hoàn toàn an tâm lại. Được rồi, Ưng tiền bối, lúc nãy tra xét đến đội xe của người chúng độc nọ có chút cổ quái, có muốn hay không vãn bối cho lưu lại, rồi tiền bối dò xét nguyên nhân rõ ràng hơn nữa. Đại hán nói có chút lấy lòng. Người kia, trong lòng lão chọc mi vừa động, tay vuốt vuốt chòm râu trầm ngâm xuống. Quên đi, nếu người kia không phải dùng linh đan gì đó thì trên người cũng có bảo vật trừ độc mới có thể có hiện tượng như vậy, cũng không có gì thần bí. Nhưng trưởng bối sư môn của hắn hẳn là có chút lai lịch, mà ta xem trên người này có tử khí tồn tại, phòng chừng cũng chống đỡ không được mấy ngày nữa, vạn nhất chết ở đây sợ rằng có chút phiền toái. Lão chóc mi khoát tay chặn lại nói. Như vậy, vâng, như tiền bối nói. Vuốt mông ngựa, kết quả là chụp đụng phải vó ngựa. Đại hán lộ ra vẻ ngượng ngùng, mà lúc này lão chọc mi lại hướng về phía đội xe, lại liếc mắt xem xét một cái, trên trán nhẹ nhẹ nhíu lại. Mới vừa rồi không biết có phải ảo giác hay không, tại lần thứ nhất xem xét đội xe, đột nhiên mí mắt giật giật, trên thân một người tu tiên trên xe ngựa khác, trong phút chốc hắn cảm nhận được một cỗ áp lực không tầm thường. Nhưng loại cảm giác này rất là ngắn ngủi, chờ đến lần thứ hai cẩn thận dò xét kỹ càng, lại không cảm thấy khác thường một chút nào cả. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực, nổi lên lòng do dự và bất an. Đối phương gây cho hắn loại cảm giác này, thật ra chỉ có hai khả năng, hoặc là vừa rồi thần thức của mình có sai lầm, hoặc là thần thức của đối phương vượt xa mình, có thể là tên ngoại tộc kia. Nhưng mà cả hai loại khả năng này, bất kể cái nào bị lật tẩy, đối với hắn mà nói, cũng không thật sự là tốt. Một loại trước vẫn còn tạm được,
nhiều lắm là bị mất mặt mũi trước mặt hai tên vãn bối, danh tiếng chịu một ít tổn hại mà thôi. Nếu là loại sau thì thật sự phiền toái lớn à. Đừng nhìn hắn ở trước mặt đại hán trung niên và nữ tử mặc cung trang, biểu hiện đối đầu với tên ngoại tộc bị thương kia dễ như trở bàn tay. Nhưng thật ra hắn cũng là một trong những tu tiên tham gia cuộc chiến lúc chặn đường tên kia. Hắn đối với thần thông và sự hung hãn lấy một địch nhiều của kẻ ngoại tộc đó cảm thấy sợ hãi. Những tên tu sĩ ngã xuống đó, toàn thân đều bị hóa thành hàn băng màu tím, ngay cả Nguyên Anh cũng bị đóng băng. Kết quả thê thảm vô cùng, hắn nhìn rõ một một trước mắt mình. Tuy là đối phương thật sự bị trọng thương, nhưng mà kéo hắn chết theo cũng là chuyện dễ dàng. Quên đi, xung quanh đây còn không có các tu sĩ Nguyên Anh khác, cả hai loại này phòng trừng vẫn còn mơ hồ nguy hại đến tính mạng, có lẽ không nên mạo hiểm chứng thực. Dù sao không lâu sau, đại tiên sư và thánh nữ sẽ tự mình ra tay đối phó với người này. Trong lòng cân nhắc nặng nhẹ một lúc, lão già chọc mi nhẹ nhàng thở dài một hơi, bỏ đi ý muốn đuổi theo chiếc xe chặn đối phương lại. Nếu hắn còn trẻ 100-200 năm, nói không chừng thật đúng là nghĩ muốn mạo hiểm thử một lần. Nhưng bây giờ, mạng sống không còn dài lắm, thì tính mạng càng ngày càng đáng quý. Lão già chọc mi nhìn đoàn xe dần dần đi xa vẫn không nhúc nhích đứng im tại một chỗ, làm cho hai người nam nữ phía sau liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên, nhưng không có cam đảm đi tới hỏi một cái gì. Hàn Lập chờ xe đi được hơn 10 dặm, vẫn không thấy chủ nhân của lũ thần thức trong nơi nghỉ chân kia đuổi theo đến, trong lòng nhẹ thở dài một hơi. Mới vừa rồi, lũ thần thức kia lục soát đến cực nhanh. Hắn mặc dù phản ứng rất nhanh nhưng cuối cùng do có chút không quen trạng thái tu vi bỗng nhiên tụt xuống, dường như thu liễm thần thức chậm một chút, cũng không biết có lừa gạt được đối phương hay không. Mà thần thức kia bí ẩn kỳ diệu như vậy, vừa nhìn qua đã biết tu luyện công pháp có liên quan đến bí thuật đặc biệt, trong lòng hơi an tâm một chút, nhưng ở trong xe cũng không dám sơ suất mà vẫn tiếp tục thu liễm khí tức. Sau khi đi được nửa ngày, thần sắc Hàn Lập dần hòa hoãn trở lại, một lần nữa bắt đầu đem thần thức chậm rãi phóng ra ngoài, tự động bao phủ tất cả dị thường trong vòng hơn 20 dặm. Còn mình thì vừa lật tay, từ trong lòng móc ra túi trữ vật của lão mắt ưng, xốc miệng túi xuống dưới, một đống tạp nham 7-8 đồ vật, ở trong bạch quang chớp động rớt ra, ánh mắt đảo qua đống đồ vật, tay Hàn Lập cầm lấy một cái bình nhỏ, mở nắp ra, đặt cái bình ở dưới mũi người một cái, sau một lúc đánh giá, thì lắc đầu rời đi, vừa cầm lấy một cái chai khác, lại làm cùng một động tác, phảng phất giống như tìm kiếm một cái gì đó, cuối cùng, khi mở nắp một cái bình ngọc màu xanh biếc mà không có gì bắt mắt ra thì không chờ Hàn Lập phân biệt rõ là vật gì, đã từ trong bay ra một khối sương mù màu tím. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không cần suy nghĩ há miệng, một quả cầu ánh sáng màu xanh bay ra, đem khối khí màu bao lai bên trong. Nhưng trong chốc lát, ánh sáng màu xanh từ trong ra ngoài chuyển dần sang màu đen. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, thừa dịp nháy mắt ánh sáng màu xanh còn chưa hoàn toàn bị ô nhiễm, thổi mạnh một hơi, trong nháy mắt viên cầu ánh sáng bắn nhanh vào trong cái bình. Hàn Lập cầm lấy cái bình, nhanh chóng đóng miệng bình lại. Lúc này, hắn mới nhẹ thở dài một hơi, cuối cùng cũng không uổng công lục tới lục lui một phen, tìm được một ít khổ độc còn sót lại, coi như là có thu hoạch cũng không nhỏ. Thập tuyệt độc trên cơ bản đều là vật có thể gặp không thể cầu, mà cái khổng gia kia có thể có loại độc này, xem ra thật đúng là không tầm thường. Sau khi hắn đem cái bình này cẩn thận cất vào trong túi trữ vật, trong lòng khẽ động, đem một lũ thần thức vương tới một cái xe ngựa của bộ lạc Hỏa Lang. Ở bên trong, hai tay Phong Nhạc đang cầm một viên ngọc lớn to bằng nắm tay, nhắm nghiền hai mắt khoanh chân ngồi xuống. Từng đoàn khí đen bị hút vào bên trong viên ngọc trên tay, làm cho viên ngọc này trở nên sáng bóng một màu đen thui. Trước mặt còn có một đống lớn các bình thuốc, hơn một nửa đã bị mở nắp, một ít các loại đan dược, thuốc rơi bừa bãi một bên. Chứng kiến cảnh này, Hàn Lập lắc đầu, đem thần thức thu hồi trở về. Hàn liếc mắt một cái đã nhìn ra, viên châu kia mặc dù là một dị bảo, có thể hút một ít khí độc nhưng cũng chứa đựng đến cực hạn. Hơn nữa, độc khí bị hấp thụ, sợ rằng sẽ nhanh chóng được bổ sung, đối với khổ độc đã xâm nhập vào trong cơ thể mà nói, căn bản là không có tác dụng gì. Phong Nhạc nghĩ muốn bỏng vào vật này trì hoãn khoảng 10 ngày để giải trừ khổ độc, căn bản là si tâm vọng tưởng. Trong lòng Hàn Lập nghĩ như thế, không buồn không vui nhắm mắt lại, tiến vào trong nhập đình. 7-8 ngày kế tiếp theo đoạn đường tương đối bình thường, chỉ có hai con thiết đề thú cấp thấp có mắt không tròng tấn công đoàn xe, kết quả bị mấy tên tiên sư đột ngột vui mừng đem vài món pháp khí oanh kích một trận, tự nhiên biến thành chiến lợi phẩm. Chỉ có Phong Nhạc, Hàn Lập và một tên tiên sư hộ tống người đột ngột khác đứng ở trong xe không có ra tay. Phong Nhạc thì coi như đã biết, còn gã tu tiên kia cũng không thích ra ngoài, lại khiến cho Hàn Lập nổi lòng hứng thú. Kết quả, sau khi thần thức thoáng quét qua, cũng không phát hiện chỗ nào khác thường. Đó là một tên thanh niên 27 tuổi, tu luyện cả ngày, hình như là một gã tu tiên trúc cơ kỳ chăm chỉ mà thôi. Sau khi dò xét mấy lần, Hàn Lập cũng không có hứng thú tiếp tục. Nhưng thật ra hắn luôn chú ý tới Phong Nhạc, sau khi thử tất cả các phương pháp giải độc đều thất bại, lộ ra vẻ nóng nảy và bất an, trên mặt thường hiện nét tuyệt vọng, vốn dĩ tóc đen cũng dần dần biến thành tóc bạc, điều này cũng khó trách.
Cho dù là ai biết chính mình sắp tới giờ chết mà không có cách nào chống lại, chỉ riêng sự dày vò của cái này, không người bình thường nào có thể chịu được nổi. Thanh niên này cũng không lập tức suy sụp, làm cho Hàn Lập có chút kinh ngạc. Bất quá, ở trong lòng, hắn lại yên lặng tính toán thời gian. Vị huyết mạch duy nhất của Phùng gia này có thể còn sống cũng chỉ chừng 2-3 ngày nữa thôi. Chính Hàn Lập ở 2 ngày trước đã tìm hiểu xong khẩu quyết đại diễn thần quân đã đưa cho, trong lòng kiên định hơn rất nhiều. Bây giờ nếu bị bại lộ thân phận, tu sĩ Nguyên Anh đột nhiên đột kích bất ngờ hoặc vây công, hắn cũng không còn quá sợ hãi. Buổi chiều cùng ngày, đến khi gần tối, cả đoàn xe gồm khoảng 100 người đi tới một con sông lớn rộng khoảng 100 trượng thì dừng lại, bắt đầu bổ sung nước uống, nấu cơm và nghỉ ngơi. Mà Hàn Lập sau khi nghe được xung quanh có tiếng nước sông chảy, trong lòng khẽ động, rời khỏi chiếc xe. Tiên sư đại nhân, người có phân phó gì không? Cô gái thanh tú kia gọi là Anh San, đang cầm một khối thịt khô của con gì đó giống như đang ăn cơm, vừa thấy Hàn Lập đi ra, sắc mặt vội vàng đỏ lên, đem đồ ăn bỏ qua một bên, cung kính đứng lên thi lễ đối với Hàn Lập. Ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Lập tự mình ra khỏi xe, điều này khiến cho cô gái không khỏi có chút kinh hoàng. Không có việc gì, tại ngồi trong xe nhiều ngày như vậy, chỉ muốn đi ra nhìn một chút mà thôi. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua khuôn mặt non nớt của thiếu nữ này, lại nhìn về phía thức ăn cứng rắn kia, ôn hòa nói, vậy, Hàn tiên sư, ta đi lấy cho ngươi một chút nước nha. Cô gái vẫn còn có chút lúng túng nói, cũng tốt, mặc dù ta đã sớm đích cốc, không cần ăn, nhưng là nước trong thì ta cũng muốn uống một chút. Hàn Lập nhìn con sông lớn cách đó không xa, gật đầu nói, cô gái vừa nghe thấy lời này, bất an trong lòng bỗng vơi đi không ít, lập tức vui mừng đáp ứng, cầm một túi nước hướng bờ sông chạy tới. Ở nơi này, người của các bộ lạc cũng đã nhóm lên các đống lửa trại và quay một ít thịt dê thịt trâu. Hàn Lập nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái, tựa hồ có một chút xúc động trong lòng, khóe miệng vô ý lộ ra nụ cười. Sau một lúc, một tay cô gái cầm một túi nước, tay kia cầm một khối thịt nướng, thở hổn hển quay lại bên cạnh xe của Hàn Lập, có chút xấu hổ đưa hai thứ đó tới. Tiên sư đại nhân, mùi vị của thịt nướng này cũng không tệ, ngài có muốn nếm thử một chút không? Cô gái có phần tha thiết nói, được rồi, ta cũng đã nhiều năm không có dùng qua mấy thứ này, ăn một ít chắc cũng không tồi. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, không cự tuyệt mà đón lấy miếng thịt nướng cắn một cái, mùi vị đúng thật là không tệ. Cô gái thấy vậy cũng bắt đầu lộ ra nụ cười khả ái. Ngươi cũng chuẩn bị tham gia nghi thức khai linh phải không? Mấy ngày nay phải đứng trực ở bên cạnh xe của ta xem ra cũng làm khó ngươi rồi, đưa tay ra đi, ta xem linh căn của ngươi như thế nào. Sau khi Hàn Lập nuốt xong thì ngừng lại, tiện tay đặt miếng thịt qua một bên, nhẹ nhàng nói với cô gái, đa tạ tiên sư đại nhân. Anh San nghe thấy lời Hàn Lập nói, đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng lập tức hiện ra vẻ hưng phấn, đưa cánh tay ngọc ra. Hàn Lập một tay bắt lấy cổ tay cô gái, linh khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, cũng bắt đầu xem xét. Thật ra nếu không phải tu vi hắn rớt xuống trình độ trúc cơ kỳ, căn bản không cần tiếp xúc thân thể đối phương, cũng có thể dùng bí thuật xem xét mình bạch rõ ràng, Hàn tiên sư, tư chất của ta như thế nào, có cơ hội trở thành tiên sư hay không? Cô gái nhịn không được hỏi, trên mặt lộ vẻ chờ mong. Còn có thể, trở thành tiên sư thì không thành vấn đề, bất quá, ngươi có thể biết được ta coi như cũng là cơ duyên của ngươi. Ăn bình đan dược này vào trước khi nghi thức khai linh diễn ra, Hàn Lập thả năm ngón tay ra, bàn tay kia vừa lật, một cái bình nhỏ màu trắng sữa xuất hiện trong tay, đưa cho cô gái. Đây là... Cô gái tiếp nhận bình nhỏ, có chút ngưỡng hàng. Mặc dù không phải là đan dược đắt tiền xa hoa gì, nhưng có thể làm cải thiện một ít tư chất của ngươi. Có lẽ sau này, con đường tu tiên của ngươi có thể tiến xa hơn một bước. Hàn Lập thờ ơ nói, như loại đan dược này có thể khiến người tu tiên cấp thấp tẩy tùy dịch kinh, hắn tự nhiên sớm đã không để vào mắt. Cảm ơn tiên sư đại nhân tặng vật. Cô gái vui vẻ trong lòng, vội vàng vui mừng thi lễ. Đúng lên đi, sau này nếu có thể đi thật xa, chỉ còn dựa vào chính ngươi thôi. Được rồi, con sông trước mắt rộng lớn như thế, chẳng lẽ là nhánh sông của Thiên Thủy Hà chảy ngang qua Nam Bộ? Hàn Lập khoát tay chặn lại, ánh mắt rời khỏi cô gái, đột nhiên hỏi lai lịch của con sông trước mặt. Tiên sư đại nhân nói không sai, cái này đúng là một cái nhánh nhỏ của Thiên Thủy Hà, đi về phía trước hơn 100 dặm có thể nhìn thấy con sông chính Thiên Thủy Hà, đấy mới chính thật là Thiên Thủy Hà. Cô gái đem cái bình cất cẩn thận, vui vẻ nói. Hàn Lập nghe vậy cũng không hỏi nữa, nhưng trong đầu lại hiện lên tất cả tư liệu có liên quan đến Thiên Thủy Hà. Nếu hắn nhớ không lầm, con sông này dài vô cùng, là con sông lớn nhất ở Thiên Lam Thảo Nguyên, giống như sông Thuấn Giang ở bên trong Đại Tấn. Hơn nữa, hai con sông này còn là quan hệ giữa Thượng Lưu và Hạ Lưu. Trong lòng hắn mơ hồ nảy ra một ý nghĩ, không khỏi cân nhắc lại. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, bỗng nhiên giơ tay, hướng bầu trời phía bên kia con sông lớn nhìn tới, sắc mặt trầm xuống. Người đi nhanh thông báo cho tộc trưởng của các ngươi, nói có cái gì hướng nơi này bay tới, không biết là bay ngang qua hay là hướng về phía chúng ta. Hàn Lập trầm giọng hướng cô gái nói. Anh San nghe lời này thì lấy làm kinh hãi, vội vàng như gà con mổ thóc liên tục gật đầu.
sau đó chạy về phía bờ sông có thủ lĩnh anh lộ ở đó. Một lát sau, nhất thời có một trận náo loạn ở bờ sông, mọi người vội vàng triển khai hai chân, chạy vội trở về. Kết quả hầu hết mọi người còn chưa quay trở lại bên cạnh xe của mình, xa xa cuối chân trời có lục quang, ánh sáng màu xanh chớp động. Tiếp đó là một tiếng rít trầm thấp xé gió truyền đến, một con rơi lớn ánh sáng xanh bao phủ cả người, dần dần xuất hiện từ nhỏ đến lớn. Vẻ ngoài hung dữ đáng sợ làm cho con người của đội xe cảm thấy một trận kinh hãi khiếp vía. Vài tên đột ngột tiên sư ở lại trong xe cũng đều đi ra, sắc mặt trầm trọng ngước mắt nhìn lên. Vậy nhưng ánh mắt Hàn Lập không có rơi vào biên bức, mà là hướng về sau lưng của nó. Mặc dù vẫn cách nhau khá xa, nhưng khi đồng tử lam quang lóe lên, hắn sớm đã thấy rõ ràng bộ dáng mấy người này, trong lòng không khỏi ngàn ra. Đoàn người này có 8 người 4 nam 4 nữ, nam áo gấm đai ngọc, phục sức hoa mỹ, nữ áo bào trắng chân không, thắt lưng quấn đai vàng, căn bản không phải là phục sức của đột ngột nhân. Hàn Lập không khỏi có chút kinh nghi, bất quá làm cho hắn an tâm chính là, những người này trừ 2 người là kết đan kỳ tu vi ra, còn lại chỉ là trúc cơ kỳ tu tiên, xem ra không phải vì hướng này mà đến. Trong lúc Hàn Lập tâm niệm xoay chuyển như điện, cự bức, con rơi lớn cách 5-6 trượng đã phi tới trên không đoàn xe, quật mạnh cái cánh lớn vài cái, rồi trong nháy mắt ngừng lại. Một cơn lốc xông thẳng đến đoàn xe, nhất thời mấy cỗ xe đang chạy tới lúc này bị ném văng trên mặt đất, áo ra, các xương chứa vật phẩm ào ào từ trong xe vung ra, vỡ tung, không ít khoáng thạch, thảo dược các loại gì đó, rơi trên đất. Về phần phàm nhân bị cuồng phong thổi ngã trên đất thì không biết bao nhiêu người. Lần này, đột ngột nhân tiên sư vốn nét mặt đã khẽ biến, lại càng trong lòng hoảng hốt, hai mặt nhìn nhau. Các người ai là người đứng đầu, đi ra nói chuyện một tiếng. Trên cự bốc một nam tử hơn 40 tuổi liếc mắt quét xuống phía dưới đoàn xe một cái, dùng ngôn ngữ đột ngột tộc lạnh như băng nói ra. Người này là một tên kết đan kỳ trong đám người đó, một người khác là bạch y nữ tử hơn 20 tuổi, mặc dù có vài phần nhan sắc, nhưng dung nhan lãnh nhược băng xương. Vừa nghe lời này, anh lộ trong lòng run sợ một chút, ngay lập tức đi ra phía trước mọi người, vừa khom lưng đã muốn thi lễ nói chuyện. Ta nói không phải là phàm nhân, là tiên sư của các ngươi. Nam tử kia sắc mặt trầm xuống, không nhịn được nói. Dưới chân cự bước đột nhiên vung lên một cánh, ngay lập tức một cỗ cuồng phong ùn ùn kéo tới, nhất thời thổi chúng anh lộ khiến ông ta không thể đứng thẳng, liên tiếp thụt lùi, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Đột ngột nhân tiên sư còn lại thấy này, trong lòng càng kinh hãi, đối phương đến tựa hồ có ý bất thiện. Vì vậy sau một khắc, bọn họ ánh mắt đều nhìn phía Hàn Lập. Dù sao tại tu tiên giới mà nói, tu vi cao nhất tự động trở thành người dẫn đầu, cái này cũng không thể trách được. Hàn Lập gặp tình huống này, trong lòng một trận buồn bực không thôi. Bất quá, hắn cũng phát hiện một chuyện, chính là tới lúc này, Phong Nhạc cùng một tên đột ngột nhân tu tiên, hiện còn chưa từ trong xe đi ra. Phong Nhạc không đi ra, còn có thể hiểu, dù sao tử kỳ buông xuống, tự nhiên có chút tự bộc lộ bộ dáng vốn có, tránh đắc tội cao giai tu tiên. Nhưng một người khác, là vị đột ngột nhân thì khiến hắn cảm thấy quá tò mò, đồng dạng chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, lại cũng kiêu ngạo không đi ra. Thế này chắc chắn có vấn đề, chẳng lẽ những người này là hướng người này mà tới? Hàn Lập thầm nghĩ như thế. Không biết hai vị tiền bối cùng mấy vị đạo hữu đến đây có gì phải làm sao, là muốn tìm người tìm vật hay là có sai phái khác? Đám người vãn bối nhất định kiệt lực phối hợp. Dưới sự bất đắc dĩ, Hàn Lập tiến lên một bước, chấn định nói ra. Nghe được lời nói bình tĩnh đúng mực như thế, trung niên nam tử trong mắt hàn quang chợt lóe, tại trên đầu nón lá của Hàn Lập dạo qua một vòng, đột nhiên mặt không chút thay đổi nói ra. Cùng ta nói chuyện, trước đem nón lá tháo xuống rồi lại nói, ta muốn nhìn rõ dung mạo ngươi một chút. Hàn Lập nghe xong nói thế, trong lòng một trận buồn bực, nhưng tự nghĩ trước kia khi cùng đột ngột nhân tiên sư tranh đấu, đều chưa bao giờ lộ ra chân dung, nên điều này cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Cũng không nhiều lời đem nón lá tháo xuống, lập tức lộ ra bộ dáng khuôn mặt bình thường. Mấy tên nam nữ trên cự bước đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên mặt Hàn Lập. Hàn Lập thậm chí cảm nhận được trận trận linh động từ trong mắt nam tử kia xuất ra, dĩ nhiên đang thi triển một thuật gì đó quan sát hắn. Là diện mạo thật, không phải tên phản đồ kia. Một lát sau, nam tử trong mắt Hàn mang thu vào, quay sang kết đan nữ tử bên cạnh nói. Nàng kia nghe vậy gật đầu, ánh mắt tại trên người mấy tên đột ngột nhân tu tiên còn lại, đồng dạng lắc đầu. Lúc này, nam tử kia mới chuyển sang Hàn Lập nhàn nhạt nói, bảo đồng bạn của ngươi kêu hết ra đây, chúng ta muốn tìm một người hoài nghi xen lẫn đoàn xe của các ngươi, tìm được sẽ rời đi, sẽ không đem đến phiền phức cho các ngươi nữa, thế nào? Nam tử kia trong miệng nói như thế, nhưng trong miệng nói nhỏ truyền âm một trận, sau đó lập tức vung tay lên. Trên cự bước còn lại 6 gã nam nữ trúc cơ kỳ lập tức bắn ra, đứng ở trên không chỗ xe của Phong Nhạc cùng một người khác, chính là đột ngột nhân giấu giếm không ra, rõ ràng đã tìm được mục tiêu, mà hiện tại hai cỗ xe ngựa vẫn cứ yên tĩnh không tiếng động. Những người còn lại thấy thế này, thở cũng không dám thở mạnh một chút. Vị đại hán họ Bạt cùng thủ lĩnh bộ lạc đánh thuê thì sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Hàn Lập nhướng mày, nhưng không có nói cái gì,
Trên cự bức nam tử thấy trong xe không hề động tĩnh, không khỏi cười lạnh một tiếng, bàn tay vừa lật, mấy đại hỏa cầu to bằng nắm tay nhẹ nhàng vung lên thẳng đến một cỗ xe trong áo bắn ra. Lúc này rốt cuộc từ trong cỗ xe truyền đến tiếng cười khổ, "Cố thống lĩnh, ta đã chạy trốn tới Thiên Lan Thảo Nguyên, tránh né xa như thế, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt, chẳng lẽ nhất định muốn đưa tại hạ vào tử địa sao?" Lời còn chưa dứt, cả cỗ xe ngựa bạo liệt, sau đó một cỗ hàn khí trắng mênh mông đón đánh hỏa cầu, nhất thời này mấy khối hỏa cầu tại trong hàn khí chợt lóe rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một người thanh niên niên kỷ chừng 27-28 nhìn có vẻ hung tợn, tay nâng một viên châu trong suốt như tuyết, xuất hiện ngay tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Trên cự bức, tu sĩ vừa thấy màn này, mỗi người mặt đều lộ vẻ vui mừng. "Giang kiếm anh, Tuyết Tinh Châu quả nhiên ở trên tay ngươi, cung chủ cho ngươi mang theo hạt châu này đi mời Bắc Hàn Sơn Bắc Huyền lão nhân. Ngươi dám mang hạt châu này trộm đi, bây giờ còn có lời gì có thể nói, tức thời thì ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, có lẽ còn có thể lưu cho ngươi một cái tàn hồn." Nam tử sắc mặt vui mừng vừa thu lại, dữ tợn nói ra, đồng thời sáu gã tu sĩ trúc cơ kỳ, thân hình nhoáng lên, phân biệt đem thanh niên hung dữ vây quanh, đường lui cũng chặn lại. "Để cho ta đi mời Huyền Băng lão nhân, là để ta làm huyết tế sao? Đừng cho là ta không biết, lúc đầu phái ta nhiệm vụ này, không phải là cảm giác được ta thân có băng linh căn, vừa lúc thích hợp để Bắc Huyền Thiên yêu tế luyện hạt châu này sao? Ta nếu không chạy, mới là chân chính chết không toàn thây." Thanh niên vừa nghe lời ấy, nhưng lại giận quá hóa cười đứng lên, "Hừ, tính toán như thế thì đã sao? Chớ quên ngươi có tu vi cùng cảnh giới hôm nay, đều là dùng các loại linh đan rượu dược trong cung tài bồi mà ra. Nếu không, hơn 10 năm trước ngươi bất quá chỉ là một kẻ ăn mày, đã sớm hóa thành một đống bạch cốt, còn có thể trở thành tu sĩ sao? Càng huống chi trong cung còn cho ngươi cưới vợ sinh con, lưu lại hậu nhân. Ngươi lấy thân này báo đáp trong cung, có gì không được?" Một kết đan nữ tử khác, nhưng lại băng hàn nói ra, "Thúi lắm, phải nói Giang mỗ nếu không phải thân có băng linh căn, trong cung thế nào lại thu dưỡng ta? Bằng vào dị linh căn của ta, chính là nếu trong cung không thu dưỡng, sớm muộn cũng sẽ trở thành đệ tử một tông môn khác. Về phần cưới vợ sinh con, chừng đó tiểu ân tiểu huệ đã nghĩ để cho ta bồi thượng tính mạng. Trong cung thật đúng là có chủ ý hay." Thanh niên cười lạnh nói ra, liền sau đó không chút do dự đem vừa nắm trong tay Tuyết Tinh Châu, một cỗ hàn vụ trắng mênh mông từ châu toát ra, hóa thành một đoàn hàn vụ hơn 20 trượng đưa hắn bao phủ vào bên trong đó. "Ngươi trong lòng sớm có ý niệm nổi loạn, không trách được ngay cả Thiên Nhi cũng không để ý, chỉ có thể đem ngươi bắt lại giao cho trong cung. Ngươi cho rằng bằng vào hạt Tuyết Tinh Châu này có thể đối kháng chúng ta, thật sự là si tâm vọng tưởng." Nữ tử mặt không chút thay đổi nói ra, vung tay lên, sáu gã trúc cơ kỳ tu sĩ đồng thời nắm tay dương lên, một cây hồng mông pháp kỳ đỏ đậm xuất hiện ở trong tay, sau đó rời tay bắn ra, hóa thành sáu đoàn lửa đỏ phân biệt rồi hợp thành một thể. Một mảnh hỏa vân xuất hiện phía trên hàn vụ, từ từ đè ép xuống. Từ khi thanh niên xuất hiện, những người này bắt đầu dùng ngôn ngữ đại tấn nói chuyện với nhau. Đồn ngột nhân không biết bọn họ đang nói những gì, một đầu vụ thủy, Hàn Lập đã sớm học qua đại tấn ngôn ngữ, ở một bên nghe trợn mắt há hốc mồm. "Cái gì trong cung? Thống lĩnh?" Nghe xong thì hình như cùng tu tiên tông môn bình thường không giống nhau, có chút cùng loại với các thế lực lớn nhỏ ở Loạn Tinh Hải. Chẳng lẽ đại tấn tu tiên giới cũng như Loạn Tinh Hải vô cùng hỗn loạn phức tạp? Mặc dù đồn ngột nhân nghe không hiểu ngôn ngữ đại tấn, nhưng cũng biết tình huống không ổn. Phàm nhân đã sớm len lén lui về phía sau, vội vã tránh né ra xung quanh. Còn đồn ngột nhân tu tiên sợ tạo ra hiểu lầm, không dám mạo muội rời đi, chỉ có thể vội tạo cho mình thêm một ít vòng bảo hộ, để ngừa bị ngộ thương thôi. Hỏa vân cùng hàn vụ phía dưới va chạm, nhiệt hàn chi khí đan vào nhau lưu động, hóa thành trận trận hơi nước lạnh lẽo, cuốn sạch tám phương, thoạt nhìn rất kinh người. Mặc dù Tuyết Tinh Châu thần diệu, nhưng thanh niên hung tợn chỉ là một chút cơ kỳ tu sĩ, ngay cả năng lực luyện hóa vật này cũng không có, tự nhiên càng không cách nào sử dụng được như ý. Sau một chiêu giao phong, hàn vụ lập tức rơi vào hạ phong. Trong hàn vụ, hung tợn thanh niên hiển nhiên cũng biết không ổn, liều mạng muốn khống chế hàn vụ lao ra khỏi hỏa vân, nhưng lại bị sáu gã tu sĩ liên thủ vây ở trong hỏa vân. Không bao lâu, hàn vụ từng chút thu nhỏ lại, hung tợn thanh niên liều mạng rót pháp lực vào trong hạt châu, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được hỏa vân đang làm tiêu hao hàn vụ. Sau thời gian một bữa cơm, cuối cùng chỉ còn lại vài trượng lớn nhỏ. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhấn like và đăng ký kênh để xem tập sau nha.